Và để thay con chip này thì tôi sẽ chọn một con chip có chỉ số tương đương, cũng là BQ40370 ở một cái mạch khác. Thì trước khi thay thì đầu tiên là tôi phải xóa trắng con chip này đi. Bây giờ tôi sẽ kết nối viên pin này với hệ thống phần mềm và xóa trắng con chip này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay tôi cũng nhận được một viên pin Dell có mã là 3DDDG42W, 11,4V. Thì viên pin này dùng chung cho máy Dell 5550, 5280 hoặc là 5480 cũng được. Rất là nhiều máy dùng chung cái mã pin này. Thì viên pin này tôi đã nhận và đã đóng seal mới rồi. Đây, thì phần seal mới tôi đã đóng vào như thế này. Và sau khi đóng seal mới xong thì tôi kết nối với hệ thống phần mềm thì viên pin này đang bị mất thông tin. Thì nó có rất nhiều cái kiểu mất thông tin, như thể là mạch bị hư, chip bị hư, phần mềm bị lỗi, nó cũng bị mất thông tin. Hoặc là trong cái trường hợp mà cầu chì bị đứt thì nó cũng sẽ không đọc thông tin. Đôi khi thì chúng ta chưa chập chân thì nó cũng sẽ không đọc thông tin. Rồi thì bây giờ tôi sẽ kết nối lại viên pin này với hệ thống phần mềm máy tính và kiểm tra xem là nó bị mất thông tin trong trường hợp nào và tôi sẽ xử lý viên pin này như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với viên pin Dell 5550 sau khi kết nối với hệ thống phần mềm. Thì ở đây nó không đọc bất kỳ một cái thông tin nào, toàn bộ là số 0, thì tôi sẽ gọi là mất thông tin. Bởi vì với một viên pin thông thường thì ở đây nó sẽ có các cái thông số, có dung lượng pin này, có điện áp của các cell pin và có tên chip. Với cái lỗi này thì có thể là viên pin này sẽ bị hư mạch, bị hư chip, hoặc là chúng ta đấu chưa đúng cáp. Tuy nhiên rằng là viên pin này thì tôi đã đấu đúng cáp rồi, tôi đã cấp nguồn cho viên pin rồi và tôi đã đấu lại cầu chì. Và bây giờ thì chỉ còn có hai nguyên nhân khiến cho viên pin này không đọc được thông tin, đó chính là mạch bị hư và chip bị hư. Thì bây giờ tôi sẽ thay chip cho viên pin này, và nếu như mà không được nữa thì tôi sẽ thay toàn bộ mạch cho viên pin này luôn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để thay chip cho viên pin này thì đầu tiên là tôi phải xác định được tên chip của viên pin này là gì. Thì đây là vị trí của con chip, nó vuông vuông và có nhiều chân bốn phía này này. Thì ở đây thì quý vị sẽ không đọc được đâu, mà tôi đã kiểm tra đó là chip BQ40370. Và để thay con chip này thì tôi sẽ chọn một con chip có chỉ số tương đương, cũng là BQ40370 ở một cái mạch khác. Thì trước khi thay thì đầu tiên là tôi phải xóa trắng con chip này đi. Bây giờ tôi sẽ kết nối viên pin này với hệ thống phần mềm và xóa trắng con chip này. Vâng, đây rồi thưa quý vị, sau khi mà kết nối với hệ thống phần mềm thì tôi đã được là chip BQ40370. Thì với vỉ mạch mà có chip BQ40370 và thông tin đọc như thế này, nghĩa là chip đang ok rồi nhá. Thì chip BQ40370 thì tôi sẽ xóa ở đầu 44 và tôi kích vào nút này để tiến hành xóa chip. Vâng, sẽ phải mất khoảng vài phút để cho con chip này được xóa hoàn toàn. Đây rồi thưa quý vị, khi mà cái bảng này hiện lên có nghĩa rằng là con chip đã được xóa thành công. Vâng, và nếu như con chip này được xóa thành công thì toàn bộ thông tin của con chip này sẽ chuyển về số 5911. Thì bây giờ tôi mở lên xem là có đúng là 5911 không nhá. Đây rồi thưa quý vị, khi mà những mục này nó có giá trị là 5911 và chỗ này thì nó sẽ gạch gạch vài cái, nghĩa là chip đã được xóa trắng thành công. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tháo con chip này ra và thay vào cái main của viên pin Dell 5550. Vâng, đây rồi thưa quý vị, như quý vị vừa thấy ở trên hệ thống phần mềm là tôi vừa mới xóa trắng con chip này. Và bây giờ thì tôi sẽ thay con chip này sang cái main của viên pin Dell 5550 này. Đây là một trong những tổ hợp quy trình rất là phức tạp và tôi đang cố gắng để truyền đạt lại cho quý vị xem. Và đây cũng là video tài liệu để sau này cho các bác thợ tham khảo nhé. Rồi thì trước khi mà thay chip sang thì tôi sẽ tháo toàn bộ cái phần cell pin ra khỏi mạch. Tất nhiên rồi, chúng ta không thể để nguyên như thế này mà thay sang được, nó sẽ không an toàn. Vâng thưa quý vị, để thay chip thành công thì chúng ta cần phải đặt con chip đúng chiều. Thì ở mỗi một con chip đều có một cái dấu chấm, thì chúng ta đặt đúng cái chiều dấu chấm lên một phía và chúng ta gắp sang. Không biết là người nước ngoài hay người Việt Nam mà người ta cứ mỗi lần tiếng Anh thôi.
Vâng thưa quý vị, như vậy thì tôi cũng vừa mới thay con chip từ cái mạch này sang bên cái mạch của viên pin Dell 5550. Thì quý vị lưu ý rằng là sau khi thay xong thì chúng ta phải kiểm tra bốn cái hàng chân ở bốn phía như thế này, nó phải cực kỳ đều nhau luôn thì nó mới được nhá. Còn nếu như mà nó lệch hay là nó chạm chân thì quý vị lắp vào nó sẽ hư luôn chip, lại phải mất thêm một con chip nữa. Và bây giờ thì tôi sẽ không vội lắp cái mạch này vào với khối pin mà tôi sẽ lắp vào hệ thống phần mềm để nó kiểm tra xem là đã ổn chưa nhá. Vâng đây rồi thưa quý vị, đây là vỉ mạch mà tôi vừa mới thay chip xong. Và đây là đầu dây mà tôi đang chuẩn bị để cắm vào kết nối với hệ thống máy tính. Phía trên này thì hệ thống phần mềm đang sẵn sàng để đón nhận. Và đầu tiên thì tôi sẽ cắm cái phần mạch này vào. Đây rồi. Đây tôi đã cắm vào và phía trên này thì vẫn chưa có gì nha thưa quý vị. Thì bây giờ tôi sẽ kích vào cái nút công tắc cấp nguồn. Đây. Đấy. Thì mạch nó đang nhận là 12,9V này. Thì ngay lập tức phía bên này nó đã có thông tin rồi. Và khi mà nó đọc thông tin như thế này nghĩa là đã thay chip thành công. Và bây giờ thì để cho viên pin hoạt động thì tôi sẽ lắp toàn bộ cái phần mạch này vào với khối pin và chạy phần mềm cho viên pin. Vâng thưa quý vị và các bạn, sau khi mà thay con chip BQ40370 vào với vỉ mạch của viên pin Dell này thì tôi đã hàn vào với khối pin. Và bây giờ thì tôi sẽ chạy phần mềm cho viên pin này. Và với cái con chip mà bây giờ đã bị xóa trắng rồi, không có thông tin về phần mềm, thì tôi sẽ căn cứ vào cái phần thông tin này. Đó chính là cái phần mà họ ghi là type 3DDDG. Thì tôi sẽ căn cứ vào đây để tôi tìm cái bản phần mềm thích hợp cho viên pin này. Và tôi sẽ chạy vào. Đây rồi. Và ở đây thì nó sẽ có hai file. Một file là của BID và một file là LG. Thì tôi sẽ chạy cái file LG trước. Vâng thưa quý vị, sau khi mà nạp file gốc của nhà máy xong thì tôi không cần phải chỉnh sửa gì cả. Rồi thì bây giờ tôi sẽ bật cái phần test lên. Ồ đây rồi thưa quý vị, như vậy là tôi đã thay chip và nạp hệ thống phần mềm thành công. Ở đây thì quý vị có thể thấy rằng là sức khỏe của viên pin đã là 100% và toàn bộ thông tin của viên pin đã hiển thị rất là đầy đủ. Bây giờ thì tôi chỉ việc chỉnh sửa lại ngày tháng năm và cân bằng lại sao pin là xong. Rồi thì bây giờ tôi sẽ xả thử. Đây rồi thưa quý vị, như vậy là viên pin này đang xả ok rồi nhé. Bởi vì tôi chưa cân bằng cell pin cho nên là nó sẽ có giá trị là 1020mAh. Đấy, còn bây giờ thì tôi sẽ sạc thử. Vâng, và như vậy là đã sạc ok rồi. Và cũng tương tự như là lần xả thì ở đây nó sẽ có giá trị là 1027. Thì bây giờ tôi sẽ cân bằng lại cell pin ở hệ thống phần mềm để cho cái giá trị này nó về với 1000 nhé. Vâng thưa quý vị, để định dòng xả và cân bằng cho các cell pin thì tôi sẽ ghi ở mục này là -1000 và tôi kích vào máy xả thì cái đồng hồ bên này nó sẽ ghi là 1021. Nó giống như cái giá trị mà hồi nãy quý vị xem ấy. Thì bây giờ tôi sẽ tích vào đây và tôi định dòng xả cho nó là 1000 tương đương với lại là 1A. Đây rồi, sau khi mà nó định dòng xả xong thì cái phần này nó sẽ có giá trị là 999. Nó tương đương với lại là 1000. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tắt máy xả đi. Và tôi sẽ lại bật phần test lên để xem kết quả thế nào nhé. Đây rồi thưa quý vị, như vậy thì tôi cũng vừa mới chỉnh sửa ngày tháng về tháng 1 năm 2024. Và bây giờ thì tôi sẽ xả thử xem thế nào nhé. Đây rồi thưa quý vị, như vậy là dòng xả đã trở về là -1000 tương đương với 1A. Rồi thì bây giờ tôi sẽ sạc thử. Vâng đây rồi, như vậy là sạc ok rồi nhá. 1006. Vâng như vậy thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với quý vị rất là chi tiết toàn bộ quá trình mà kiểm tra xóa chip, thay chip và chạy phần mềm về zin cho một viên pin. Và bây giờ tôi sẽ lắp viên pin này lại và trả về cho khách. Và quý vị nào mà có pin laptop bị hư, bị hỏng, bị phồng hay là thời gian sử dụng ít thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại
0969988500. Tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Và nếu quý vị nào mà muốn làm pin thì quý vị hãy gửi cho tôi. Tôi sẽ làm xong và gửi lại quý vị qua đường bưu điện. Rồi thì video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.